Cũng tại tỉnh Quảng Trị, vào rạng sáng nay 15 tháng 11, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Vàm Cỏ, đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11 và sóng biển cao từ 3 cho đến 5 mét, biển động rất mạnh. Vùng ven biển có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9, thành phố Đông Hà gió giật cấp 7. Theo đó, bão Vàm Cỏ đã làm nhiều ngôi nhà bị tốc mái, cây xanh ngã đổ, một số tuyến đê kè ven biển bị sạt lở nặng, nhiều công trình công cộng bị hư hại. Quảng Trị hiện chưa có thống kê đầy đủ về thiệt hại do bão gây ra. Các lực lượng vũ trang đang cưa dọn cây cối ngã đổ trên các tuyến giao thông. Dự báo các sông ở Quảng Trị sẽ xuất hiện một đợt lũ lên mức từ báo động 2 cho đến báo động 3. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các huyện vùng núi, ven sông như Hướng Hóa, Đắk Rông. Đặc biệt chú ý sạt lở đất khu vực các xã Hướng Sơn, Hướng Việt, Hướng Lập, Hướng Linh thuộc huyện Hướng Hóa. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi huyện Cam Lộ, các xã phía Tây huyện Vĩnh Linh, Gio Linh và Hải Lăng. Trước bão, Quảng Trị đã kịp thời sơ tán hơn 35.000 người dân đến các điểm an toàn, hỗ trợ chằng chống và gia cố trên 3.000 ngôi nhà cho người dân.